Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh, mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lâm Khánh Chi ngầm xác nhận việc giao kéo netizen xót xa thay cho nữ ca sĩ. Trước đó Lâm Khánh Chi đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau với mong muốn có vẻ bề ngoài hoàn hảo. Tối ngày 2 tháng 10, trên nền tảng TikTok đã xuất hiện đoạn video được cho là Lâm Khánh Chi tiếp tục giao kéo thông qua việc căng cơ mặt. Ngay sau đó, nữ ca sĩ đăng tải đoạn video băng bó kính mặt, lộ rõ khuôn mặt được căng cơ như ngầm xác nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nói về đoạn video này, Lâm Khánh Chi chỉ để lại dòng chú thích đầy ngắn gọn, hành trình thanh xuân. Dễ dàng có thể nhận thấy, để tiếp tục sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, từ trẻ lâm khánh chi đã chấp nhận đau đớn khi quyết định can thiệp giao kéo sau khi biết chính xác thông tin nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đa số khán giả đều bày tỏ sự xót xa dành cho cô nhiều người còn khuyên nữ ca sĩ hiện tại đã quá xinh đẹp không nên đụng giao kéo vì lo lắng sức khỏe của lâm khánh chi sẽ bị ảnh hưởng đẹp rồi chị ơi đừng làm nữa đau lắm chị có tuổi rồi nên ăn uống khỏe mạnh là vui rồi chị chị phải can đảm lắm mới làm được như vậy nhìn nữ tính và đẹp nhiều hơn nhưng thôi đừng làm gì nữa chị ơi nhìn xót quá lâm khánh chi từng thẳng thắn chia sẻ với giới truyền thông cô đã bỏ ra đến tiền tỷ để phục vụ cho việc làm đẹp phẫu thuật thẩm mỹ về việc chi tiền khủng cho công cuộc thay đổi bản thân lâm khánh chi từng tự tin chia sẻ với khán giả chăm chỉ từng ngày để có được thành quả như ngày hôm nay em đánh đổi rất nhiều về sức khỏe và tiền bạc Em chia ra 1 tỷ để đầu tư cho nhan sắc trong năm, có phí quá không quý vị? Thôi kệ, miễn sao xinh đẹp là được. Để sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Lâm Khánh Chi sẵn sàng đánh đổi về sức khỏe lẫn tiền bạc. Sự kiên trì của Lâm Khánh Chi trong hành trình chinh phục vẻ đẹp hoàn mỹ khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho cô nàng. Cách đây khoảng 2 tháng, Lâm Khánh Chi từng công khai việc nâng mũi. Cuối tháng 10 năm ngoái, Lâm Khánh Chi còn phẫu thuật dây thanh quản với mong muốn sẽ có giọng nói nữ tính mềm mại hơn so với trước đây. Xuân sao hình ảnh khuôn mặt Lâm Khánh Chi bị biến dạng, nguyên nhân do đâu? Hình ảnh Lâm Khánh Chi bị nghi đã kéo căng cơ mặt, lộ rõ sẹo ở quanh vòng đầu, khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Cách đây không lâu, trên nền tảng TikTok, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn video được cho là Lâm Khánh Chi sau khi can thiệp giao kéo trên khuôn mặt. Hình ảnh này khiến nhiều người nghi ngờ Lâm Khánh Chi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Không dừng lại ở đó, khi nhìn kết quả cuối cùng trên gương mặt của Lâm Khánh Chi, vị bác sĩ này còn hào hứng nói thêm: "Vết thương rất là đẹp, không sưng luôn, dấu sẹo này xong luôn, giờ gương mặt trẻ hơn 20 tuổi, very good." Lâm Khánh Chi nở nụ cười đầy rạng rỡ khi đã hoàn thành việc can thiệp dao kéo để sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp trẻ trung ở thời điểm hiện tại lâm khánh chi đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau người đẹp khá cởi mở trong việc chia sẻ tới khán giả những hình ảnh thông tin sau mỗi lần cô can thiệp giao kéo thành công trên mạng xã hội lâm khánh chi luôn đăng tải những hình ảnh sống ảo được chỉnh sửa kỹ càng sắc nét không ít lần lâm khánh chi đã bị cư dân mạng phát hiện chỉnh sửa bóp méo ảnh quá đà để có khuôn mặt diện mạo nhỏ nhắn Lâm Khánh Chi khá chăm chỉ đi sự kiện, các show diễn ở trong nước. Lần gần đây nhất Lâm Khánh Chi khoe ảnh đời thường là từ đầu tháng 9. Hiện tại ở dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn đang không ngừng xôn xao bàn tán về hình ảnh mới nhất nghi là của Lâm Khánh Chi. Mong kiếp sau chị là con gái đẹp, đừng chịu đau nữa, thương chị. Lâm Khánh Chi chịu đau giỏi nhỉ, can đảm thiệt, nể mấy người làm đẹp vì sức chịu đựng. Nhìn thật thương chịu đau để được đẹp.